Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chân dung nhóm đại gia khét tiếng đất Ninh Bình. Ông Nguyễn Đức Thụy, đại gia Ninh Bình, nổi tiếng với nhiều thương vụ trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra còn kể tới các đại gia khác như Nguyễn Văn Trường, Bầu Trường. Vậy họ làm gì để được thành những đại gia nổi tiếng như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu. 1. Bầu Thụy, đại gia Ninh Bình, trên đường trở thành tỷ phú USD mới của Việt Nam. Sau nhiều đồn đoán, doanh nhân Nguyễn Đức Thụy hay Bầu Thụy đã chính thức được bầu vào hội đồng quản trị của Liên Việt Postbank và nhiều khả năng sẽ trở thành nhà lãnh đạo quyền lực tại ngân hàng này. Hiện tại, với việc sở hữu gần 86 triệu cổ phần Thái Holding, khối tài sản của Bầu Thụy quy ra từ cổ phiếu này đã có giá trị gần 16,1 nghìn tỷ đồng. Số cổ phần tại Liên Việt Postbank chưa được công bố nhưng cũng sẽ là một khoản tiền không hề nhỏ để ông Thụy có thể trở thành thành viên của hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Đức Thụy được biết đến là doanh nhân nổi tiếng nhất Ninh Bình. Ông sinh năm 1976. Bầu Thụy nổi lên trong lĩnh vực bóng đá và với vai trò là ông chủ tập đoàn Xuân Thành với thương vụ đình đám bỏ nghìn tỷ vượt qua tất cả các đại gia lớn phía Bắc để thâu tóm khách sạn Kim Liên có diện tích đất vàng khủng tại vành đai 1 của thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Thụy được cho là mua vào một lượng lớn cổ phiếu của Liên Việt Postbank. Trước đó, Bầu Thụy cũng tham gia nghi lễ đánh còng trong ngày chào sàn của Liên Việt Postbank cùng hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt. Trong một sự kiện diễn ra vào hồi đầu tháng 2 năm 2021, ông Nguyễn Đức Thụy được giới thiệu là đại diện cổ đông lớn của Thái Holding và Liên Việt Postbank. Sau bất động sản với thương vụ vàng Kim Liên và thương vụ liên kết ngược Thái Group trên sàn chứng khoán, thì với việc lấn sang mảng tài chính, nhiều khả năng ông trùm ngành xi măng sẽ trở thành tỷ phú USD tiếp theo của Việt Nam. 2. Đại gia Nguyễn Văn Trường. Nói về các đại gia Ninh Bình thì ông Nguyễn Văn Trường là cái tên không thể không nhắc đến. Ông sinh năm 1963 tại Hoa Lư, Ninh Bình. Tỷ phú Nguyễn Văn Trường nổi tiếng gắn với chùa chiền. Ông là chủ của nhiều doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trong đó nổi tiếng nhất là doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường. Cũng chính vì doanh nghiệp này mà ông được gọi với cái tên đại gia Xuân Trường. Ngoài công ty Xuân Trường, ông còn sở hữu nhiều doanh nghiệp khác như công ty du lịch Hoa Lư, khách sạn Hoa Lư, công ty đầu tư thương mại dịch vụ Tràng An, sân golf Tràng An, khu du lịch Hồ Đông Trương, khu du lịch Bãi Đính Tràng An, khởi công vào năm 2006 với số vốn đầu tư là 17.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án chùa Bãi Đính là một quần thể chùa lớn với nhiều kỷ lục châu Á và Việt Nam, xác lập như chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á. Hay như khu du lịch chùa Tam Trúc nằm tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng có diện tích 5.100 hectare bằng kích thước của gần 300 sân vận động quốc gia Mỹ Đình cộng lại. Ba mặt được bao bọc bởi dãy núi Thất Tinh hình tay ngai, dưới lòng hồ là 6 quả núi nhô lên, xung quanh là những đầm sen. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Tam Trúc được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn. Ông còn có ý định đầu tư hai dự án tâm linh khác là dự án Hồ Núi Cốc tại Thái Nguyên và dự án đảo Cái Cháp tại Hải Phòng. Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của vị đại gia này là: đại gia thì cũng chỉ ăn được 3 bữa cơm một ngày, cái khác biệt của họ là để lại cho đời cái gì, và cái để lại đó nếu nó thật sự đáng quý thì cũng chẳng cần khoa trương, nó vẫn quý. 3. Đại gia Bầu Trường. Vsai Ninh Bình hay Vsai Group, đây là doanh nghiệp của đại gia Bầu Trường, tức Hoàng Mạnh Trường. Ông sinh năm 1972, là một trong những tập đoàn kinh tế lớn của tỉnh Ninh Bình. Vsai Ninh Bình đã trở thành một tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực như sản xuất xi măng, sắt thép, kinh doanh khách sạn, vận tải, thủy điện. Làm bóng đá từ sớm, trước cả Bầu Thụy, ông đã bắt tay vào thị trường kinh doanh này. Từ những năm 2007, ông đã mua suất của đội Sơn Đồng Tâm, sau đó đưa về quê nhà Ninh Bình với cái tên gọi khác Vinacasai Ninh Bình. Không có con số thống kê cụ thể Bầu Trường đã đổ ra bao nhiêu tiền vào thương vụ mua bán này, nhưng chỉ biết từ khi về dưới tay Bầu Trường, đội bóng Ninh Bình nổi tiếng là tiêu tiền như nước. Đội bóng của ông Trường mùa nào cũng nổi đình nổi đám với những thương vụ chuyển nhượng các cầu thủ. Các cầu thủ sau khi được đầu quân vào Vinacasai Ninh Bình thì coi như được đổi đời. Có thông tin cho rằng khi ký hợp đồng, Bầu Trường đều trả tiền tươi thóc thật cho các cầu thủ. Nhiều cầu thủ phải dùng cả bao tải để đựng tiền hay dùng ô tô để chở tiền về nhà. Chịu chơi song cách làm bóng đá của Bầu Trường không mang lại thành công tương xứng với số tiền ông đã đầu tư, chỉ mang lại ảnh hưởng trực tiếp tới danh tiếng của doanh nhân này cũng như doanh nghiệp ông đang sở hữu. Thậm chí nói đến đội bóng Ninh Bình
là nhắc đến sự ồn ào cùng nhiều khó khăn. Sau khi vụ Tiêu Cực bị phanh phui, bầu trường đã quyết định chịu phạt và dừng chơi ở V-League 2014. 4. Đại gia Đỗ Hoàng Phúc. Nói về doanh nhân Đỗ Hoàng Phúc, giới đầu tư biết đến ông nhiều hơn với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh. Ông đang giữ 3,46% cổ phiếu tại công ty này. Ít ai biết, trước khi bén duyên với nghiệp kinh doanh, ông Đỗ Hoàng Phúc đã từng có thời gian dài công tác tại cơ quan nhà nước. Những ngày còn là công chức, ông Phúc cùng vợ là bà Phạm Thị Linh đã gây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng. Trong thời gian ông Phúc còn tài nhiệm, hai vợ chồng doanh nhân này đã tích cực tham gia nhiều phiên đấu giá cổ phần IPO, đáng chú ý như đăng ký mua 3,64 triệu cổ phần tại công ty cổ phần du lịch khách sạn Kim Liên vào tháng 11 năm 2015, tương đương tỷ lệ 52,43%, hay 1,38 triệu cổ phần công ty cổ phần toa xe Hải Phòng vào tháng 4 năm 2016, ứng với tỷ lệ 71,97%. Đặc biệt, hai vợ chồng họ Đỗ vào tháng 12 năm 2015 đã mua đấu giá thành công hơn 1,66 triệu cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Hải Dương. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.